Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay vòng cổ đã được thay, bởi vì vòng cổ nhỏ quá rồi, chuyển sang cho bọn đàn em. Thì cái vòng mới này nó là vòng to này. Vòng to thì nó không có đủ màu cũ, nâu thì vẫn là có màu nâu cũ này. Ông trắng này, ông chính là cái ông dây trắng này, thì thay cho ông với cái dây trắng, dây đen tim trắng này. Ông nâu thì vẫn như cũ, có màu. Tiếp là ông xanh, không có màu xanh da trời, phải chơi cái màu xanh này, nhạt hơn. Em gái xanh lá cây thì vẫn là cái màu xanh này thôi. Chả hiểu sao lên video sao màu nó lại nhìn nó lại nhợt nhạt thế này, nó xanh lá cây, xanh màu xanh tươi đấy, chắc có lẽ là do nó ngược sáng. Đại ca vàng thì không có màu vàng cho nên là phải chuyển sang màu cam. Đại ca vàng sang màu cam. Rồi, đỏ thì vẫn có màu đỏ, có vàng là không có màu vàng thôi cho nên phải chuyển sang màu cam. Và xanh da trời không có, phải chuyển sang xanh nhạt. Hôm nay thì nền nhà toàn là vụn chè thôi, nâu à. Chúng nó tha được cái túi chè của tôi xuống, chúng nó cắn tan nát này. Dọn mà còn đang thì chưa dọn được hết đây, còn toàn vụn chè cắn nát ra, rồi chè nó vụn ra khắp nhà luôn. Ngày hôm nay được ngày dọn, gọi là dọn không hết. Đây, toàn vụn chè này, là lôi ra cắn được bữa chè, được bữa ăn chè, nghiện chè như chủ. Đây, chả hiểu là sao cái màu này sao nó hình như là dưới ánh đèn nó ra thế. Không phải do cái dây này nó màu nó phản sáng cho nên là nó ra cái màu nhạt như vậy. Cái màu này là màu xanh tươi đấy, ra nhạt quá, xanh lá cây. Đeo cho thừa hưởng bốn thằng đực của Pila, thừa hưởng luôn cái loạt dây cũ, đỡ phải mua dây. Trời ơi, thôi em buồn ngủ thì em cứ ngủ đi, mắt em như thế nâu. Như vậy là đổi dây thì có thằng vàng đổi cam thôi, nâu giữ nguyên này. Trắng này, trắng thì ra dây đen tim trắng, vẫn nhìn thấy được màu trắng. Xanh thì xanh nhạt, đỏ giữ nguyên, xanh lá giữ nguyên. Là cập nhật cái đổi dây để lúc sau mà quay video thì mọi người còn biết con nào vào con nào. Thôi thôi đi dọn đây. Chào mọi người nhé.